Final Fantasy 7 Rebirth hé lộ chế độ khó mới nơi kẻ địch sẽ tự điều chỉnh dựa trên người chơi. Final Fantasy 7 Rebirth của Square Enix sẽ có một chế độ khó hoàn toàn mới, trong đó kẻ thù sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo kỹ năng người chơi. Final Fantasy 7 Rebirth đang giới thiệu một cấp độ khó hoàn toàn mới, sẽ bổ sung thêm một cấp độ thử thách mới được điều chỉnh linh hoạt cho tựa game. Phần thứ hai của bộ ba bản làm lại Final Fantasy 7 sẽ được phát hành vào tháng 2 tới. Với các game thủ hằng rất kỳ vọng vào game nhập vai này, Square Enix đã đưa ra rất nhiều chi tiết mới trước khi trò chơi ra mắt, bao gồm những thứ như câu chuyện của Final Fantasy VII Rebirth cho đến nay và những thay đổi có thể chúng ta mong đợi giữa bản gốc và bản làm lại. Cài đặt độ khó của Final Fantasy VII Remake năm 2020 được chia thành 3 cấp độ, dễ, bình thường và khó. Chế độ dễ khiến kẻ thù có lượng học phần thấp hơn và người chơi nhận ít sát thương hơn. Chế độ bình thường sẽ điều chỉnh mọi thứ để cân bằng hơn một chút, được thiết kế để người chơi thưởng thức cả câu chuyện và trận chiến trong trò chơi. Chế độ khó được mở khóa sau khi hoàn thành trò chơi, điều này khiến kẻ thù mạnh hơn và cũng tạo ra những thay đổi trong cách người chơi tiếp cận Final Fantasy VII Remake. Trò chơi cũng có chế độ cổ điển, đây là một cách làm cho trò chơi giống với chế độ chiến đấu theo lực ban đầu thay vì là một game nhập vai hành động hoàn toàn, mặc dù nó chỉ khả dụng cho các độ khó bình thường hoặc dễ. Final Fantasy VII Rebirth sẽ có lại tất cả những lựa chọn này cùng với một lựa chọn hoàn toàn mới. Một bài đăng blog mới từ Square Enix đi sâu vào chi tiết về các tùy chọn độ khó của Final Fantasy VII Rebirth. Nó biểu thị mức độ khó dễ, dành cho cách chơi tập trung vào cốt truyện như trong FF7 Remake, có thể sẽ có các sửa đổi tương tự như trò chơi năm 2020 độ khó bình thường được mô tả là có thể đưa ra thử thách hợp lý cho những ai muốn tham gia vào cả trận chiến và câu chuyện. Cuối cùng, có Dynamic, điều chỉnh độ khó của kẻ thù dựa trên cấp độ kỹ năng của người chơi và được mô tả là phù hợp nhất cho những ai yêu thích cảm giác hồi hộp của cuộc chiến. Khả năng mở rộng quy mô linh hoạt của kẻ thù khiến một số người hâm mộ nhớ đến các trò chơi khác như Final Fantasy VIII, nơi kẻ thù sẽ mở rộng quy mô theo cấp độ của nhóm chi tiết chính xác về cách kẻ thù được điều chỉnh linh hoạt không được nêu đầy đủ. Nhưng nhiều người hâm mộ nhận thấy rằng đây có thể là một sự thay đổi nhịp độ tốt để chơi trò chơi lần đầu hoặc dưới dạng chế độ New Game sau khi hoàn thành Final Fantasy VII Rebirth. Giống như Final Fantasy VII Remake, Rebirth cũng có tùy chọn để lựa chọn giữa phong cách chiến đấu cổ điển và hoạt động. Chế độ hoạt động vẫn giữ nguyên lối chiến đấu RPG hành động của Final Fantasy VII Rebirth cho phép người chơi toàn quyền kiểm soát hành động của nhân vật và cho phép thực hiện các chiến lược lớn hơn. Chế độ cổ điển tự động hóa hành động của nhân vật, giúp người chơi có thời gian tập trung vào việc chọn lệnh. Mặc dù bài đăng không nhắc đến chế độ khó vào thời điểm này, nhưng có thể nó sẽ được mở khóa sau khi game thủ hoàn thành Rebirth, mang đến cho người chơi một thử thách khác phải đối mặt sau lần chơi đầu tiên.